Cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn phần bế bản về một ván cờ hay của danh thủ Vương Khuếch khi anh cầm bên đen. Đối với kỹ thủ giang hồ cầm bên tiên là Cao Bá Minh, xin kính mời các bạn cùng đón xem. Đây là ván đấu đánh trên Thiên Thiên Đường Kỳ vào ngày 6 tháng 4 năm 2022. Chứ吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃 将军 将军 吃 将军 吃
将军。将军。将军。吃。吃。吃。吃。吃。将军。吃。将军。将军。将军。将军。吃。将军。将军。吃。吃。và tiếp theo sau phần cờ binh 1-1 để bắt lại pháo đến từ blend của Vương Khuếch thì trong cuộc chiến của trận cờ Biển Tiên đã buông cờ xin thua. Như vậy kênh Cờ Tướng Tinh Hoa vừa gửi tới các bạn phần biên bản về ván đấu trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.